Xin được mến chào quý vị khán giả thân quen của chương trình Camera Cận Cảnh. Thưa quý vị, mỗi dịp cuối tuần là khoảng thời gian để chúng ta có thể vui chơi, thư giãn bên gia đình, bạn bè cùng với những người thân của mình và tận hưởng những phút giây tuyệt vời nhất. Nhưng mà khán giả ơi, nếu mà muốn thú vị hơn nữa thì hãy đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi nha, với 3 nội dung phản ánh đa chiều, nhiều góc độ, những vấn đề trong xã hội. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hệ thống kênh rạch. Mọi hệ thống kênh rạch đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc thoát nước của thành phố. Qua nhiều năm nỗ lực của các cơ quan bảo vệ môi trường, người dân đã được hưởng thụ một môi trường trong lành, những dòng kênh giảm ô nhiễm. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn một số dòng kênh khác vẫn còn ô nhiễm. Để các tuyến kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, Kênh Đôi, Kênh Tẻ bớt đi sự ô nhiễm, đội vệ sinh số 5 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 8 đã ngày đêm hết lòng với công việc vớt rác trên kênh. Công nhân làm việc như một ngày là 8 tiếng. Có thể là có những ngày phù tình hình cụ thể thì nó có thể dài hơn cũng có. Thường thì những cái ngày mà có nước chiều cường thì lượng rác nhiều, mới lại những ngày mà cao điểm Tết thì lượng rác nó nhiều. Mỗi ngày công việc của các công nhân trong đội được phân chia rõ ràng theo lịch làm việc. Mặc dù bữa cơm trưa chưa no cái bụng, nhưng đến giờ tàu rời bến là quên cả cơm canh và bắt đầu công việc quen thuộc. Suốt đoạn đường đến Kênh Đôi, nơi tập kết cho buổi làm việc là những hình ảnh mà rõ ràng khi một ai nhìn vào đều nhận thức được. Đây là hậu quả do con người gây nên. Bao ni lông, vỏ trái cây, xác động vật và vô số các loại rác từ nhiều nơi đổ về, mắc vào những hốc tàu thuyền, vào cột nhà không biết kể bao nhiêu cho hết. Việc tiếp cận trực tiếp với rác thải hầu như suốt 8 giờ đồng hồ trong một ngày đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các công nhân lao động trên kênh rạch. Nhưng đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc vẫn luôn là điều mà các công nhân đặt lên hàng đầu. Công ty trang bị đầy đủ như là từ áo phao, khẩu trang, như giày dép, lón mũ là đảm bảo đầy đủ về vấn đề bảo hộ an toàn vệ sinh lao động. Thì một năm khám sức khỏe định kỳ cho công nhân là 2 lần. Và khám bệnh nghề nghiệp nữa. Chung gia thì mới vô thì nó mệt, nhưng mà mình nghĩ lại thì cái cuộc sống mà thì cũng phải xin phải làm để kiếm ăn nuôi con chẳng hạn, thì cuộc nghề nào cũng là nghề thôi, nói chung ra vậy, cố gắng giết rồi sẽ quen. Khó khăn thì còn nhiều lắm, tại vì dân bà con tôi xả hoài à, nhiều khi đi làm theo con nước. Nhiều khi mình làm lâu quá rồi đó, sức khỏe mình cũng mệt mỏi, chưa nắng nữa nè. Còn thuận lợi là đội cũng nhiều khi cũng tạo điều kiện cho anh em có cái này có cái nọ, cũng đỡ anh em lắm. Công ty cũng tạo điều kiện cho anh em. Mình muốn sao mà góp phần công sức của mình để tạo cho dòng kinh nó xanh sạch đẹp. Với bây giờ là ngành du lịch thành phố nó đang phát triển mạnh. Mình phải làm cho nó sao cho nó sạch sẽ, bà con người ta thấy người ta thương mình thôi. Chứ không có nghĩ khác, không có cực khổ gì vậy. Thường xuyên nạo vét các tuyến kênh, nhưng lượng rác tại các tuyến kênh này vẫn không giảm là bao. Bởi người trên bờ vứt xuống dòng kênh, người dưới dòng kênh thì hì hục đưa rác lên bờ, thì biết khi nào dòng kênh xanh mới được trả lại. Lúc này sức người bỏ ra dọn dẹp lại chỉ nhận được những câu trả lời là làm ngơ. Cũng có một số người, có người ta cũng có ý thức, nói chung ta cũng động viên mình nhiều. Một số người thì người ta vô tư. Tôi quăng thịt đi dục xong tôi bỏ ra chạy, rồi người ta đi chạy xe nó quăng đại cái mình biết gì. Nhiều khi tao thấy tao quăng mấy bịch rác xuống đầu không có dán mình chịu chứ sao giờ, mình đứng một chỗ rồi mình cười thôi chứ sao giờ. Với thời buổi công nghệ hiện đại, việc vận chuyển đưa rác lên tàu đều sử dụng bằng máy móc nên công việc đỡ mệt nhọc phần nào. Mỗi ngày trung bình một chiếc tàu thu gom từ 4 đến 5 tấn rác thải tùy vào mức độ thủy triều của dòng kênh. 5 tuyến tàu thay phiên nhau ở các tuyến kênh thì lượng rác thải phải kể đến vài chục tấn. Mặc cho những cơn khát giữa trời nắng, mặc cho mồ hôi đổ ra như tắm, dù thấm mệt đến mấy, thì những người vớt rác trên kênh rạch vẫn âm thầm nói lên, tôi vẫn có thể tiếp tục. Mỗi lượt rác được vớt lên là dòng kênh đã giảm được đi ô nhiễm đôi chút. Tại vì mình làm này theo con nước đó lớn, mình vác vô nhiều quá, mình phải dài, mình phải mặn thôi. Nhiều khi mệt uống một khoai ly nước thì phải dài mặn tiếp rồi. Ăn uống nhiều khi cũng ăn không được nữa. Vác vô nhiều quá, mình phải dán cố gắng mình mặn chứ sao giờ.
Có hôm thì bữa về 10 giờ mấy, nhiều khi có thể đón giao thừa, hồi năm mới năm rồi đón giao thừa luôn. Quá tới 11 1 2 giờ sáng mới về tới nhà. Mình phải cố gắng mình làm chứ sao vậy. Nói chung ra bây giờ nó giác nó nhiều bắt buộc phải làm hoài chứ. Nghỉ thì anh em nghỉ 5 phút chẳng hạn rồi thay thế nhau rồi. Chứ giác nhiều quá rồi hôm nay đâu có bỏ được. Còn khi nào mà nó bớt giác thì anh em nghỉ ngơi xíu, uống nước nghỉ cơ, nói chuyện cho nó quay pha cho nó đỡ mệt vậy mà. À, tình cảm anh em thì đây đoàn kết nó gắn bó lắm. Từ ban chỉ huy đội tới giám đốc công ty xí nghiệp gì cũng thương anh em rồi được xong á. Bây giờ thấy nhiều khi thấy ngoài nắng ngoài mưa rồi nè. Càng về chiều, dường như sự hăng say đã khiến các anh quên đi sự mệt nhọc. Khi mọi người trở về nhà sau ngày làm việc thì cũng là các xuồng đựng rác trở về. Dòng kênh giảm bớt đi những đám rác mà ai nhìn vào cũng thấy khủng khiếp. Thế nhưng, đây chưa phải là công đoạn cuối cùng. Sau mỗi chuyến vớt rác trên kênh rạch, các công nhân phải vận chuyển các túi rác khổng lồ lên xe để đưa đến nơi xử lý rác thải và chùi rửa sạch sẽ bến đậu mới trở về nhà. Với lượng rác hàng chục tấn thì đến 9-10 giờ khuya, thậm chí đến nửa đêm mới xong. À, không biết là sau một ngày làm việc thì cảm xúc của anh giờ này như thế nào ạ? Rất là vui mừng tại mình đi làm về thấy con sông mà nó trong sạch, không có rác nữa, rất là đẹp. Trong lòng rất là vui. Nói chung là làm tuy là có cực nhưng mà anh em rất hòa đồng vui vẻ. Không có, nói chung là nhờ cái hòa đồng đó nhưng mà đã cũng đỡ rất cực ha. Bây giờ là đang là công đoạn cuối cùng lên giác xong rồi dọn giữa bến xịt dọn giữa sạch sẽ rồi xong rồi, cuối cùng rồi xong rồi về ăn cơm với gia đình. Dọn dẹp sạch sẽ và trở về ăn cơm cùng gia đình. Câu nói hiện lên khuôn mặt của các anh khiến nhiều người nghe thấy như chạnh lòng. Chúng tôi hy vọng rằng khi xem những hình ảnh này, mọi người trong chúng ta càng có ý thức tốt hơn trong việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, không chỉ dừng lại ở những dòng kênh. Không riêng gì Nguyên Khang mà Khang cũng tin rằng quý vị đang theo dõi chương trình cũng thấy rõ một điều, đó là những anh công nhân trong câu chuyện vừa rồi là những người thật sự rất hết lòng vì công việc, có đúng vậy không Thảo? Nhưng mà khi chúng ta nhắc đến sự say mê công việc của các anh thì cũng không thể không nhắc đến ý thức của người dân. Rõ ràng là câu chuyện của những bãi rác khổng lồ, những dòng kênh đen với khối lượng rác tính như là cả chục tấn một ngày, nhưng mà từ đâu ra, đó là còn từ ý thức của con người nữa. Người dọn rác, người xả rác, vậy thì biết khi nào môi trường mới sạch đẹp và xanh tươi được hả Khang? Không phải là 2-3 ngày hay là một tuần mới đi vớt rác một lần đâu, mà ngày nào các anh cũng đi vớt từ sáng đến chiều tối mới về. Nhưng mà rác thì vẫn là hoàng rác, vẫn thấy trôi nổi ở trên các dòng sông. Chính bản thân những người dân sống ở khu vực đó, đặc biệt là đối với những gia đình nào mà có trẻ nhỏ, thì cái môi trường này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến hệ hô hấp cũng như là môi trường sống của các em. Về những cái đường hô hấp chắc chắn là sẽ có bệnh. Cho nên là chúng ta phải xem xét thật là kỹ khi mà chúng ta bỏ một cái bịch rác ở đó, hoặc là những nhà ở phía trên bỏ rác xong rồi lại trôi ngược xuống những nhà ở phía dưới. Những nhà phía dưới lại tiếp tục như vậy, cứ thế mà nó cứ trôi theo dòng nước thì biết chừng nào nó mới hết rác được. Cho nên là thật ra thì chúng tôi nghĩ là công việc của các anh sẽ là công việc không có hồi kết khi mà ý thức về việc xả rác của người dân của chúng ta không được nâng cao. Đúng rồi, và phải có sự thay đổi. Phải có một cái sự thay đổi. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng những người dân ở khu vực này nên có một biện pháp chế tài đặc biệt nào đó để tránh trường hợp họ bỏ rác xuống dòng sông. Và Thanh Thảo và Nguyên Khang cũng xin thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được chúc cho các anh có thật nhiều sức khỏe và cố gắng giữ vững cái nhiệt huyết của mình để làm cho lòng sông trở nên sạch hơn, xanh hơn. Cảm ơn các anh rất nhiều. Nhắc đến những chiến sĩ công an giao thông, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh những người mặc sắc phục rất nghiêm chỉnh, điều phối giao thông ở các góc đường thường xảy ra ùn tắc và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông trên các tuyến đường. Và camera cận cảnh tuần này sẽ mang đến cho quý vị những hình ảnh bình dị và thân thương của các chiến sĩ công an giao thông. Đó chính là... Đây là đoạn camera ghi lại được hình ảnh của các chiến sĩ công an đang tích cực quét dọn và thu gom đá dầm từ chiếc xe tải chở đá làm rơi trên đường. Một chiến sĩ, hai chiến sĩ, ba chiến sĩ và nhiều chiến sĩ khác. Các anh đang tích cực hỗ trợ các công nhân vệ sinh sử dụng chổi, xẻng, quét và thu dọn đá dầm rơi vãi trên mặt đường với sự chứng kiến của rất nhiều người dân. Và một trường hợp tương tự cũng đã diễn ra. Đoạn clip ghi lại được hình ảnh những chiến sĩ công an giao thông đã đội mưa và cố gắng quét rửa giúp đỡ người làm rơi các thùng sơn xuống mặt đường. Một anh dội nước. Ba anh còn lại dùng chổi và giúp người đánh rơi thùng sơn quét dọn hiện trường. Mặc dù các anh ướt hết người nhưng vẫn tích cực làm việc
tạo nên một hình ảnh rất đẹp trong mắt người dân. Những hình ảnh giúp đỡ người khác của các anh công an này là tấm gương sáng để các đồng nghiệp khác noi theo trong việc giúp đỡ người bị nạn trên đường phố. Ngoài công tác chuyên môn, giúp đỡ người dân cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam. Chính điều đó đã góp phần làm cho hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng đẹp hơn, đáng trân trọng và yêu mến hơn trong tình cảm của mọi người. Đây là một cái đoạn clip mà cả Thảo và Khang đều đã được xem bởi vì lan truyền khá là nhanh và khá là rộng rãi. Đây là một điều mà thật sự chúng tôi rất là cảm thấy hân hoan trong lòng với cái hành động này. Phải nói là phải dùng một cái lời là phải vỗ tay để cảm ơn các anh cảnh sát giao thông. Bởi vì trước giờ thì chúng ta chỉ thấy những cái hình ảnh không đẹp hoặc là những cái hình ảnh mà cảnh sát giao thông rất là nghiêm nghị và rất là nghiêm khắc khi mà xử phạt những tình huống vi phạm giao thông. Nhưng những hình ảnh như thế này lại cần phải được nhân rộng để cho thấy những cái góc cạnh khác của các anh đang làm công việc giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Các anh cũng cùng với lại những người dân chung tay vào việc dọn sạch những cái miếng đá như thế này thì Khang thấy là rất là tốt. Bởi vì thật sự là chính những người mà làm đổ đá họ gom cũng được, nhưng mà lẽ ra là cái công đoạn nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn và nhiều người đi đường khác là sẽ gặp cái trở ngại bởi vì cái đá đó là đá bi rất là dễ bị té ngã ngay giữa đường. Thảo thì chính anh là cũng góp thêm một phần đã làm cho thật là nhanh, gom gọn đúng cái đá rồi này lên để làm sao cho con đường trở nên an toàn cho tất cả mọi người. Khang có biết không, khi mà Thảo có cơ hội được làm việc với các bé, đặc biệt là cấp 1 nè, rồi mầm non nè, 5-6 tuổi trở đi đó, mà hỏi con là con lớn lên con thích làm nghề gì, thì nếu mà 10 bé thì 5 bé sẽ thích trả lời làm bác sĩ, 5 bé sẽ thích trả lời làm cô giáo, đặc biệt là với các bé ở vùng sâu vùng xa thì duy nhất hai cái ước mơ đó nó ám hẳn lên luôn. Còn đối với những bé ở thành thị thì có những ước mơ chẳng hạn như là được làm ca sĩ nè, được làm người mẫu nè thì nó sẽ xa hoa hơn một tí xíu. Nhưng duy nhất một câu hỏi là con có thích gặp bác sĩ không thì đa phần 11 trên 10 luôn đều trả lời là dạ không. Đó nhưng là lý do. Nhưng mà chúng ta thấy được một điều là các bé khi mà đến khám bác sĩ thì sợ, nhưng mà nếu như mà có phụ huynh cắt nghĩa cho các bé biết là đi khám bác sĩ để khỏi bệnh thì hầu như bé nào cũng đều nhận ra được và cũng đều hiểu được cái điều đó, đúng không ạ? Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn xem các bé sẽ hiểu như thế nào về công việc của những người thầy thuốc, những người bác sĩ, những người đã giúp cho các bé khỏi bệnh thông qua đoạn clip sau đây nha. Bác sĩ khám bệnh cho mình, bác sĩ nhổ răng, chám răng cho mình, cho mình cảm, mình ho. Nếu khi con bị đau bụng thì bác sĩ khám cho con bụng. Bác sĩ khám cho mình, chữa mắt cho mình, chích ngừa cho mình. Bác sĩ có gì đâu, bác sĩ chỉ có khám thôi. Con thích chích ngừa, chích ngừa mới hết bệnh. Ba mẹ con nói vậy rồi. Bác sĩ chuẩn bị lấy ống chích chết cho mình, con phải ráng chịu. Lúc mà các bác sĩ chích con không đau, con không sợ. Con chích bác sĩ con mới khóc, bây giờ lớn con bị chích rồi con không có khóc. Trong lúc con đi, con chích ngừa gần nhà, đi gần nhà con á, con đau con sợ, cái chích ngừa ở xa con không sợ. Chúng ta sẽ bị bệnh tiếp, mình sẽ bị chết. Dạ, con không biết. Đi xỉu không có sao hết. Chúc bác sĩ làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Chúc bác sĩ hạnh phúc. Chúc bác sĩ năm mới phát tài, mạnh khỏe, tươi cười. Chúc các bác sĩ mạnh khỏe để chữa bệnh cho chúng con.
Mặc dù là các con biết á, bé nào cũng có thể trả lời được. Nhiệm vụ của bác sĩ đó là chữa bệnh, cứu người. Nhưng mà thật sự để nói là con đến gặp và con yêu, con hân hoan với bác sĩ thì cũng hơi khó đó chú Khang. Mặc dù là có giải thích rất là nhiều, nhưng mà Thảo tin chắc là con rất là sợ kim tim, rất là sợ phải uống thuốc. Nhưng mà thôi, hy vọng là khi mà con đã hiểu rồi cái công việc của một người y bác sĩ thì con sẽ yêu hơn hình ảnh của những người mặc áo blue trắng. Và biết đâu trong số 10 em được phỏng vấn hoặc là 5 em được phỏng vấn thì sẽ có những em sau này lớn lên cũng sẽ trở thành những người bác sĩ, những người mà được xem là lương y như từ mẫu, sẽ đem cái tài năng của mình ra để phụng sự và giúp ích cho đất nước. Những vấn đề trong cuộc sống đã được đưa ra và đánh giá dưới những góc nhìn đa chiều, đa diện và khách quan của quý vị, thì chính quý vị khán giả cũng sẽ là những nguồn động lực để chương trình Camera Cận Cảnh không ngừng cải tiến, nâng cấp, mới mẻ và chất lượng hơn nữa. Những khán giả thân thương của chương trình thân mến, hãy cùng đồng hành và ủng hộ chương trình quý vị nhé. Chúc quý vị có một đêm thật ngon giấc. Còn bây giờ thì Thanh Thảo và Nguyên Khang, mến chào và hẹn gặp lại.